Vâng, bà được ơn gì? Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, thưa cha con được ba cái ơn, ơn cha, cái ơn là chữa bệnh và cái ơn. Dạ, con bị cái u mà u độc cho nên là mổ cũng không được, mổ thì chết tại chỗ mà không thì liệt tại chỗ. Nhưng mà rồi con vào đây cha gọi một nhắn tin với cha, cho nó là ông Tâm để rồi cha cầu nguyện cho, thì đó là con được như một ly nước mát giữa trời nắng. Và đơn thứ hai nữa là con bị tim bẩm sinh rồi nó xỉu té miết rồi té hai gãy hai cái tay. Rồi ơn thứ ba là con nhắm được một cộng đoàn chú thi sót được mấy chục người, và hôm nay đã có 4-5 chị ngồi đầu cũng có đi với chúng con đây, nhưng mà xin cha là cầu nguyện tiếp cho con vì con. Hallelujah. Đây gửi tặng cho chị cộng đoàn của chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha về cho cộng đoàn biết cách lần chuối lòng thư xót Chúa. Đây là mấy 300 bài giảng lòng Chúa thư xót nha. Rồi xin mời. Rồi, xin mời.